Rồi cô bác ơi, bữa nay mình quay một cái phim bằng cái điện thoại nha, quay bằng điện thoại nha cô bác. Đó, cái xe của mình đây, đúng rồi cô bác theo dõi cái kênh mình đã biết cái xe của mình nó bị hư cái kèn rồi đó cô bác. Nhưng mà nãy giờ sửa hoài sửa cũng chưa được nó cô bác ơi. Có nghĩa là mình gỡ cái dàn áo đằng trước của chiếc xe này ra luôn nè cô bác. Nhưng mà cũng chưa tìm được cái nguyên nhân của nó hư là cái nguyên nhân nào. Là hiện tại là hư ở chỗ cái kèn này nè. Cái kèn bóp không kêu mà giờ gắn vô lại rồi bóp đủ kiểu cũng không kêu nữa các bạn, vậy là không phải chỗ này à. Thành ra bây giờ nhan ấy thì nó còn ngon lành có thôi, nãy giờ gỡ ra lâu lắm mà bây giờ nhan thì còn được bình thường hết, đèn thì cũng còn lên bình thường ngon lành, chỉ có giờ chỉ có cái cục này không nên thân rồi nè, giờ gỡ ra gấp lại rồi từ từ chiếm tiếp nha cô ạ. Sẵn quay một cái video chơi của bác thôi, tại bữa nay mình không biết quay cái gì nữa để cô bác thấy cái sự khó khăn của mình chuyển qua làm thợ sửa xe luôn rồi nha. Cái này quay bất chợt à, thành ra cô bác đem theo đồ nghề nè. Bữa nay mình đi mua cái bọng thì chút xíu nữa mình quay cái tuyến đường đi lấy cái bọng cô bác xem chơi. Còn cái video này video sửa xe nha, khắc phục sự cố mà trời ơi đồ đạp từ lưa trên nè cô bác, để dưới nè cô bác nó thấy đồ dữ dội nè. À, chìa khóa mở lết gì từ lưa trên trong này nè, xe gỡ từ lưa thứ trên rồi dắt này gấp vô, để cái điện thoại xuống nha, lấy cái đồ kim kim cái điện thoại mới để được nha. Gỡ ra thì sướng lắm nhưng mà tới chừng gắp vô mới ngán nè, không biết gắp được hay không nữa. Trời ơi coi cái điện thoại khó quá, không có cái chân nữa thì nãy tháo cái đồ món ra nè cô, thì cái gắp này nó gắp đồ món lại nè, không biết gắp sao đây, nãy quên công thức gắp rồi. Lúc này này hình như ở trong này, cái này gắn vào đây, tại vì hồi nãy cô bác để mình quay cô bác xem, cái này là cái kèn của cái xe nè cô bác, khi mình bóp kèn nè, bóp kèn là nó bao gồm có cái quay chặt đất rồi đó, mình bóp kèn là nó sẽ chạm hai cái mạch điện, cái mạch điện ở mép ngoài nè nè cô bác, nó chạm vô cái mạch điện mép trong là nhờ có cái lò xo nè và cái chân ở trong nó ăn vô nè đó, thì nó chạm được ngoài trong luôn. Nhưng mà bây giờ mình kiểm tra cái này hết rồi cô bác, nãy giờ cạo luôn rồi nhưng mà cũng không nên thân, thành ra cũng như cái phim của này là kết thúc buồn rồi đó, thẳng tháo đồ món quá sao nhiều rồi, quay chơi cho cô bác giải trí đây. Cái này sao đây, chắc này gấp vô để kẹp cái điện thoại vô cái hai cái đùi nha, tội nghiệp hết sức luôn, không có đem vũ khí gì chứ đâu, định quay phim nhưng mà nhớ là cái xe của mình nó hư cái cuộc đời đó cô bác, để đi sao được, sửa tội nghiệp hết sức luôn. Rồi kẹp vô cái giò chắc này mới gắn vô nè. Nãy gỡ ra thì dễ lắm cô bác ơi, chắc này gắn vô nhiều khi không có dư ốc thiếu ốc gì không biết, mà mấy xe tay ga này hơi khó gỡ cô bác, tại nó không có ốc vít giống như xe số, nó bằng máu ấy rồi không, người khó. Ừ, kẹp cái điện thoại vô cốp đùi rồi chắc này không có di chuyển được. Rồi trả vô cái áo, rồi trả vô cái quần thấy đường nữa. Rồi mình giữ ở đây gì? Gì cái này bắt về trên hay về dưới được không biết. Hai cái này nó cũng giống giống nhau nè, cái này nào trong nào ngoài thì không biết, chắc cái này ở ngoài quá, đón đón vậy. Cái nào trên nào dưới không biết, lúc đại đi hên xui nha phải gì không ta, chắc gì quá ha, cái nút này ôi ôi cái điện thoại nó gập xuống rồi, chắc gì quá ha, tại cái này mép này ở trên là nó không có bị nước mưa, cái này ở dưới nó có cái lỗ, mình đoán vậy đó nó có đúng vậy không không biết nha, cái con ốc cục này chắc ở ngoài chứ phải ở trong, dễ nhiều món mà không nhớ hết quá, tù đất nữa.
cái đầu đất chứ nói rồi. Người ta nói mấy cái người mà khờ khờ ngu ngu đó kêu là đầu đất đó. Nãy không định quay nữa, tại vì mình định gỡ ra rồi mình coi cái là nó xong rồi đó, gỡ ra coi là mình nghi là nó bị xét cái chỗ hai cái mối giáp nhau nè cô bác, thì thành ra là mình nói là hai cái chỗ giáp nhau mình kỳ kỳ cái là xong rồi, quay phim làm gì. À, về mở ra rồi nó không phải chỗ đó cô bác ơi, một kết thúc đau lòng luôn. Và cái đợt trước mình có thay nguyên cái cụm công tắc này rồi cô bác, nguyên cái cụm nhan công tắc này nè, tại trước nó có hư là rồi, bị mưa ướt đó. Mà lên hãng thường là nó ít khi nào mà nó chịu sửa cho mình lắm, nó thay nguyên không. Xe của cô bác có trục trặc gì là thay không. Cũng giống như là mấy ông tiệm sửa xe đó. Ông đòi thay vỏ không, ông là bị biến giá cô bác, thay vỏ lấy tiền cho nó dễ. Xe như vậy đợt trước cũng thay nguyên cái cụm cụm nhan đề rồi này rồi, giờ nó hư nữa rồi. Mà cái cụm này còn rất là mới cô bác, nó không có cái dấu hiệu bị hư hỏng gì chứ. Cái này ở đâu không biết. Chỗ này thì chụp vô cái này phải không ta, chắc nhiều chắc chụp vô cái này rồi. Cái miếng mũ này nó chụp bảo vệ đây quá, nãy giờ tháo lung tung chân sửa không được rồi nó cũng bức xúc. Tháo rồi mà tao nó không biết đường nhấn vô rồi. Xem chưa, đẹp trai đẹp gái rồi đó. Gắn vô mà ở trên không biết làm sao mà quay đi nè. Để cái điện thoại ở đâu mà quay. Đây qua đây. Để điện thoại bên đây đi cô bác ơi. Để điện thoại bên đây sao quay. Này là nó đúc theo cái đường này nè, đằng trước đúc lại sau này nè. Rồi quay một sáng nữa. Để xây cái xe cho mình cho nó xuôi sáng. Cái này là cái nhà để xe của mình đây nha. Video này đây, đúc theo cái chiều nào đó ta, hay cái chiều đứng này hay gì nè. Đứng này đây. Có một tay. Tao nói thợ không chuyên nghiệp mà còn một tay nữa. Được rồi đại dương ơi, để kiếm cái chỗ để điện thoại mới được. Cái vụ này không xong rồi. Rồi ô lấy cái bịch cà phê mà chim luôn nè, cô bác thông cảm nha. Thôi chơi vui nha. Thôi vui không có buồn nha. Rồi. Nhan rồi chị Sáu ơi, bị ướt hay gì đó không biết, nước mưa hay gì đó. À, hết hạn sử dụng rồi, sẵn sửa luôn. Cái kèn không ăn, bóp kèn la làm không ai nghe chứ, tại không ra tiếng.
có nhan rồi ha, tắt nhan, có đèn, tắt nhan đây, xe ghiếc rồi không biết cái tác dụng nó ở đâu. Rồi bóp thử nghe coi, không nên thăng luôn đại dương ơi. Rồi giúp mình nó giáp lại nha, để cái điện thoại ở chỗ khác đi, chứ để cái gì này không thấy gì cho nó quay ngược sáng. Hướng này nãy giờ mới đúng nè. Hướng này mới thấy rõ nè. Lấy đồ mà chim tùm lum trên. Con nhịp hết sức. Lấy cái gối cà phê mà chim vô nè. Rồi lấy cái đá mài chim vô nè. Nắm đi mua đá mài nữa. Giờ sửa đồ. Máy còn quay không ta? Rồi, tiếp tục nha. Rồi quá tôi quên rồi, quên con ốc ở bên trong, rồi bên trong này nó còn mấy con ốc nữa. Rồi cũng như là thực tập mà tháo ra gửi vô vậy đó nha, tháo ra rồi nhưng quên còn mấy con ốc chưa vậy.
lội, hồi nãy con ốc dở mà để trên bàn này sợ nó dơ đó, không để dưới đất, để trên bàn thành ra con lòi với ba con ốc. Coi ý dưới nền là hết ốc rồi. Mang về quên coi trên bàn. Rồi, này dở ra rồi nè. Cái máy còn quay không nha. Còn ngồi luôn. Ở mấy cái nắp này rất là khó luôn cô bác, tại không phải dân chuyên nghiệp. Thôi đủ rồi đó nha. Thank you.
bây giờ thua đó. Cái này là cái để mình gắn cái mic cho nói chuyện, cái này là để gắn cái camera. Nhan còn lên nè, đèn pha code. Trời ơi sao mà đèn không lên rồi. À lên lên cô bác ơi, nhưng mà ban đêm. Ủa tắt đèn rồi, tắt đèn rồi đó ca ơi, thiếu dây đèn nữa hả, hả là vuột dây đèn gì rồi. Ui hả là bật cắm chân rồi nó mới cháy đèn thử à. Rồi không nên thăng nữa rồi, gỡ ra là quận nữa rồi, cháy đèn rồi, chỉ còn cái đèn sương mù không à, còn cái đèn chính thức ở trên không cháy rồi. Buồn hết sức không, hồi nãy cũng tại sơ ý nữa cô bác ơi, đó giờ không có sửa xe, bữa nay chuyển qua sửa xe trước khi gáp vô đó đã phải kiểm tra kỹ lưỡng coi nó cháy gì chưa. Bây giờ sao bây giờ, gỡ ra nữa rồi gỡ ra này, tàu quận thứ ba đó nha, thiệt là cái này gọi lỡ không không có việc làm nè. Rồi để máy xuống quay tiếp nha. Rồi ở không quá xa không được, công việc thì nó ê hề chứ, mình ngồi đây mình quay phim gỡ ra gấp vô, gỡ ra gấp vô nha. Rồi làm quận nữa nha, quận này quận thứ ba thứ tư gì đó.
chứ là sơ ý của bác ơi, không phải tại mình, mà là tại vì chiếc xe này nó tắt máy là nó tắt đèn luôn. Trời ơi, chạy đâu cầm chiếc xe để 6-7 năm bây giờ mới phát hiện ra cái vụ này nha. Đè cho mình thử cái, thành ra mới biết sự thật đó nha. Vậy là rốt cuộc là không phải do trục trặc cái bóng đèn của bác thôi, mà tại vì tắt máy xe là nó cũng tắt đèn luôn. Bác ơi xong rồi đó nha, chiếc này nó cháy cái đèn sương mù không rồi cô bác, mà đèn này không cháy, bắt sao nó cũng không cháy chứ. Tại vì cái xe đợt trước của đời trước của mình á, cái xe tay ga trước mình chạy á cô bác, là mình tắt thì tắt xe chứ cái đèn nó vẫn cháy bình thường. Qua cái xe này đó thì chạy mà sơ ý cái vụ mà tắt xe rồi cái đèn nó cũng tắt luôn. Giờ gạt chống chân lên đè cái nè, cái nhà bóp thắng cháy đèn, tắt đèn, đèn sương mờ, đèn ta cốt, ta cốt tắt rồi, chỉ còn cái đèn ở cái càng là không bao giờ kêu. Bó tay rồi đó. Số phận mình vậy hả, không biết là nó hư cái nào á cô bác, không biết là nó hư cái cụm công tắc của cái càng này hay là nó hư cái càng ở dưới này không biết, tại vì cái càng này thì nó khúc ở trong mà đâu biết đường đâu sửa, có cái càng cái gì trong đây nè mà đâu có biết đường đâu mà sửa, trong đây là thua rồi đó. Quay phim mà nó tối hù vậy rồi sao bật đèn lại được ta, bác thông cảm nha, để kiếm cái cách hoặc cái đèn là tại vì mình không đó giờ không quay điện thoại thành ra cũng không biết làm sao. Bác ơi vậy mình ngưng cái đi, làm sao để bật cái đèn điện thoại lên mới được cái tối hù của bác đâu thấy. Rồi đó cô bác ơi, bật cái đèn lên thành công rồi đó. Rồi để cái đèn tự động mà nó không có bao giờ nó nhảy lên chứ. Trong này nó có cái càng nè cô bác, mà cái càng cái này nó hư rồi biết đường đâu mà. Còn có cái càng khác mình thay vô mình thử mới biết được. Rồi trong này có cái càng mà nó khuất ở trong này rồi sao. Bác thấy có cái càng nè. Khổ hết biết không, không thấy được. Để mình zoom lên của bác xem có cái càng ở bên trong đó. Nó cái đó chung cái càng đó. Nhưng mà cái đó làm sao mà biết nó hư hay không. Có chuột bỏ gì gặm nhấm không biết. Không có đút tay vô được. Cái dè này sao gỡ ra, gỡ được cái dè này, hồi ôi cái dè này ốc ở dưới ký lên nữa chứ. Con nhỏ này rồi, cái dè này ốc ở dưới ký lên, rồi sao mở ra được. Mình có cái chìa khóa này không ta, chìa này chìa mấy không biết. Chìa này là chìa 12 hay gì á, 12. Mình có mừ, hy vọng là nó mừ vừa nha. Okay. Ôi ôi mừ cô bác ơi, mà ngắt cái trong này rồi dĩ sao dặn, tôi lấy cái dè ra.
cái này lấy cái dè là phải lấy cái bánh rồi ra trước mới lấy cái dè được. Tội nghiệp hết sức ha, số khổ. Rồi đây gì rồi sao? Để coi coi, có con chuột nào nó sửa xe, cái cào còi nó hư rồi, chuyển qua sửa xe luôn. Mở banh ta long mà không sửa được, để coi nó còn cái trục chặt nữa. Quay ra đây chút xíu coi, chui ra cái cà khóc này. Rồi, cái lỗ bên này mò mò được nè. Cái này nó có cái gì không? Cái lỗ này thì không có lọt cái tay. Tội nghiệp hết sức không? Ui, dây điện, dây đớm gì còn không? Trời ơi, nó có hát ơi. Nó có một cái cục cộng dây điện gì ở ngoài nè. Trời ơi. Rồi nhiều khi trong cái gũi nó có cái mai nha. Cái thấy trời trăng rồi chứ, lúc cái điện thoại gần gần lại nè. Nè cô bác, sao mà ở đây có cái cọng gì nè. Trời ơi, mà ở đây nó có cái chui nữa là chắc nó rồi. Không biết nó, cái này nó xuất ra đời nào đâu á. Sao mà cái hãng này kỳ cục, người ta làm cho nó cứng chắc cái vụ này. Nó như phim một hình như kìa. Không, cái tay nó kẹt nữa cô bác ơi. Cái ngón tay cái nó vô cái kẻ nữa. Cô bác thấy nè, không có đút lọt nguyên cái bàn tay vô được. 5 ngón đút lọt 4 ngón à. Còn cái ngón tay cái nó bị lọt bên đây. Thì tội nghiệp hết sức không. Rồi sao mà chắc này gắn lời cơm gắn không được nè. Gắn không được nữa. Nó hư cái kèn. Cái kèn không rồi, cái xe không có kèn. Trời ơi, bữa nay chuyển qua sửa xe rồi. Trời ơi, hình như nó vuột hay vậy Tánh ơi. Nó vuột cái ấy nè. Rồi nãy giờ gỡ 3 lần luôn rồi. Rồi đi nhập viện. Rồi, hy vọng nghe thành công nha. Trời ơi, cả tháng nay có miếng kèn nào đâu. Thành công nha. Thành công cho em cháu nó mừng cái coi. 1, 2, 3. Cuối cùng cũng thành công chứ bộ à. Thôi, nhiều khi trong cái gũi có cái mai nha. Thì nãy giờ không gỡ ra 3-4 quận rồi, thôi chắc này về luôn rồi, là bỏ luôn rồi đó. Mình nhờ sửa 3-4 quận không có thành công rồi mới mò xuống cái vụ này, bức xúc quá mà. Trời ơi, có nhiêu đó. Cái ông này thiệt tình là ông ác gì đâu. Ta làm mấy cái cọng dây này sao cho nó cứng cáp đi. Chứ cái vụ gì mà làm như phiêu hoạt hình. Mười mốt cái sức nữa để mình lấy nét ngay chỗ đó coi. Cái tay vừa còn cầm cục sạc dự phòng, vừa cầm cái điện thoại của bác ơi, không có ấy được. Cái điện thoại của mình nó hư pin nữa, nó có cục sạc dự phòng mà ghim liên tiếp gì mới quay được. Cái này chắc vuột nữa quá, bên đây sợ vuột nữa. Cái kèn này xong mà nó lắc lư như phim hoạt hình vậy nè. Mấy con ốc hình như nó muốn vuột luôn. Tại con ốc nó vậy chứ. Rồi tạm thời chạy vậy đi. Hồi có cái kèn được rồi mừng. Nãy còn sợ hư cái đèn nữa. Mở cái đèn không lên là thấy hải hùng mình. Rồi, cái này cũng giống như con trâu lành mà sửa giết thành con trâu què vậy đó nha. Cái xe người ta hư có cái kèn không sửa, họ nó hư luôn cái đèn. Ơi, mừng hết biết không. Cũng tót mồ hôi đó. Chứ nãy nói mà nó hư luôn cái đèn là chết lớn rồi. Đó, bóp thử cái này cho đã coi. Ồ, đã ghê chưa. Mừng hết lớn luôn. Cuối cùng cũng thành công. Thấy mà ghê luôn. Nè, nãy giờ lấy mấy cái này mà chim cái máy quay nè. Cà phê với đá mài đồ mà lấy mà chim máy quay. Nghiệp hết sức không. Rồi cái khi mình thành công rồi đó. Gắp vô cô bác ơi, gắp cái ấy được vô rồi để cái máy xuống lại nữa nha. Cái này tắt đèn, ngừng cái để tắt đèn cô bác ơi. Rồi cô bác ơi, cái này tiếp tục nha.
máy của mình sẽ nó nghiêng nghiêng không. Rồi. Cái này là cái cạc điện thoại nè cô, gắn để làm GPS những đường. Cái đi cái đường vòng á, cái nó dằn cà tưng cà tưng cà tưng, cái mình lấy theo theo cách điện á, quấn nó như cùi vậy. Vậy là cái phim của mình tới đây kết thúc luôn. Hồi nãy giờ nó mắc nét nè. Đó. Hồi gỡ ra gỡ vô 3-4 lần không biết nữa đặt tên cái này. Không lẽ nó người ta 3 lần mà đánh bạch cốt tinh. Cái này 3 lần gỡ chiếc xe ra. Rồi. Vậy là cái phim của mình tới đây kết thúc luôn. Rồi cái này là thành công viên mãn rồi đó nha. Cái này thay đổi không khí nha cô ba. Cuối cùng cũng thành công. Cái này nhờ may mắn chứ không phải. Nhờ hay. Hay không bằng hên nha. Rồi, ở đây mình kết thúc cuộc đó thôi.